Dạ, thưa sếp, em đề nghị tuyển thêm nhân sự ạ. Kế, dựa vào đâu để đề xuất tuyển thêm nhân sự kế toán? Tôi thấy một số vị trí kế toán vẫn còn ngồi chơi mà. Thì em thấy thiếu thiếu, phòng kế toán phải đông mới vui ạ. Phòng kế toán đông vui lắm sếp. Vui cái nỗi gì? Hãy xem video này đi. Bằng cách nào tôi có thể xác định được số lượng nhân viên kế toán trong phòng kế toán? Sau đó hãy thống kê cho tôi thời gian và hệ số phức tạp trong phòng kế toán, báo cáo cho tôi vào cuối tuần này. Và đồng thời đó, xem xét phòng kế toán cần bao nhiêu nhân sự để đảm bảo công việc. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Robert Nguyễn Huy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ra một cái câu hỏi mà các giám đốc đang rất là đau đầu, đó là bằng cách nào tôi có thể xác định được số lượng nhân viên kế toán trong phòng kế toán? Liệu rằng số lượng nhân viên kế toán hiện tại nó đã đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp hay chưa? Nó đã nhiều quá hay là nó đang còn ít quá mà chúng ta cần phải bổ sung thêm nhân lực cho phòng kế toán? Vậy thì tôi sẽ giúp cho các bạn tìm ra câu trả lời bằng hai cách. Cách thứ nhất là thời gian và hệ số phức tạp. Và cách thứ hai tôi sẽ chia sẻ với các anh chị trong một cái video tới đây. Bởi vì cách hai cách này thì một trong hai cách chúng ta có thể áp dụng được cho nó trong cái việc đo lường này. Với cách thứ nhất thì chúng ta sẽ có 3 bước đơn giản. Bao nhiêu ạ? 3 bước đơn giản để chúng ta xác định được số lượng nhân viên của phòng kế toán. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải phân tích thời gian công việc của từng đầu công việc. Với cái công việc này thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải liệt kê ra tất cả những cái công việc của một kế toán hiện tại đang làm. Và với mỗi cái công việc như vậy thì chúng ta sẽ phải liệt kê thật là chi tiết. Đối với công việc của kế toán thuế thì làm những gì chúng ta cần phải liệt kê hết ra. Sau khi mà chúng ta đã liệt kê rồi thì chúng ta sẽ làm một cái nhiệm vụ, đó là với từng đầu công việc như vậy thì một kế toán cần bao nhiêu phút để thực hiện công việc đó. Và bao nhiêu phút này có thể là bao nhiêu phút trong một ngày hoặc nó là bao nhiêu phút trong một tháng. Và tôi lấy một cái ví dụ như là kế toán thuế, thì để mà download các cái hóa đơn đầu vào thì kế toán này mất 15 phút trong một ngày. Như vậy trong một tháng thì kế toán thuế cần mất bao nhiêu thời gian, thì nó sẽ bằng 15 nhân với lại 26 ngày và bằng 390 phút. Như vậy bước đầu tiên là chúng ta đã xác định được rằng là với một cái đầu công việc là download hóa đơn VAT đầu vào thì một nhân viên kế toán thuế phải mất 390 phút trong một tháng để hoàn thành công việc này. Đó là việc đầu tiên. Và tương tự như vậy với tất cả các cái đầu công việc khác của từng kế toán một thì chúng ta sẽ thống kê ra hết để chúng ta xác định được tổng cái thời lượng số phút trong một tháng mà các kế toán cần bao nhiêu để chúng ta có thể hoàn thành toàn bộ cái công việc của phòng kế toán. Và sau khi mà chúng ta đã xác định được cái thời gian công việc chi tiết rồi thì bước thứ hai chúng ta sẽ đi vào, đó là chúng ta sẽ xác định cái hệ số phức tạp. Xác định hệ số phức tạp có nghĩa rằng là với cái công việc đó thì mất một nấy nhiêu thời gian rồi, nhưng có những công việc nó cần phải thời gian để suy nghĩ, có những công việc có cần phải thời gian để nghiên cứu, có những cái công việc thì không cần phải thời gian nghiên cứu. Ví dụ như không cần phải thời gian nghiên cứu là gì? Ví dụ như một người là xuất hóa đơn VAT đầu ra thì cứ có cái bảng thống kê chi tiết và hợp đồng hay là cái đơn hàng thì chúng ta sẽ xuất thôi. Như vậy thì đối với công việc này thì không cần mất quá nhiều thời gian để mà ngồi suy nghĩ, để mà phải nghiên cứu, để mà đưa ra cái giải pháp, thì cái hệ số của nó thường nó sẽ là 1. Còn đối với những công việc mà nó phức tạp hơn, ví dụ như là phải tìm hiểu thông tư nghị định hay là các cái quy định của nhà nước hay là bằng cách nào để mà có thể giảm thuế hay là lợi thuế cho doanh nghiệp hơn, thì lúc này để thực hiện cái công việc đó thì kế toán nó cần một cái sự suy nghĩ, cần một cái khoảng thời gian để mà ra các cái quyết định, thì đây chính là cái hệ số phức tạp. Và ở những cái vị trí mà càng cấp quản lý càng cao hoặc là những cái vị trí kế toán càng cao thì cái hệ số phức tạp này nó sẽ càng cao, và thường thì nó sẽ nằm ở trong cái mức là từ 1 cho đến 5. Và mức là nó thuộc hệ số phức tạp là bao nhiêu thì cái này thì do bộ phận kế toán và cụ thể là do trưởng phòng kế toán sẽ đo lường và đánh giá xác định được cái hệ số phức tạp của cái nghiệp vụ đó là bao nhiêu. Ví dụ như vị trí kế toán thuế để mà loát các cái hóa đơn đầu vào thì hệ số phức tạp mà trưởng phòng kế toán hay kế toán thuế hay là kế toán trưởng cho rằng với cái công việc này thì hệ số phức tạp của nó là 1.2. Như vậy 1.2 chính là cái công việc, cái hệ số phức tạp mà của một kế toán thuế để loát các cái hóa đơn đầu vào. Và khi mà chúng ta đã có cái chỉ số 1.2 này rồi thì chúng ta sẽ lấy là số lượng phút trong một tháng là 390 phút
Đây là số lượng tháng trong một tháng là 390 phút, và ta nhân với lấy cái hệ số phức tạp đó là 1.2 và nó sẽ ra là 468 phút. Thế thì 468 phút này là 468 phút mà công việc loát hóa đơn đầu vào của một tháng ở cái vị trí kế toán thuế, và vị trí kế toán thuế này nó sẽ còn rất là nhiều công việc khác. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng sẽ thống kê hết ra. Thống kê hết ra thì sau đó chúng ta sẽ xác định được cái số phút để thực hiện được một công việc nào đó trong một tháng, đúng không ạ? Và sau khi mà chúng ta đã thống kê ra được và xác định được cái hệ số phức tạp rồi thì cái bước thứ ba đó chúng ta tổng hợp và tính toán cái số liệu này, và chúng ta sẽ tổng hợp từng vị trí kế toán trong công ty một. Ví dụ như có vị trí về kế toán thanh toán, vị trí kế toán thanh toán, xin lỗi, có một cái vị trí về kế toán thuế. Như vậy thì đối với lại công việc kế toán thuế đầu tiên là công việc loát hóa đơn. Việc thứ hai nó có thể là nhập bảng kê đầu ra, nhập bảng kê đầu vào. Thì lúc này chúng ta sẽ thống kê ra từng cái đầu công việc một, và sau đó chúng ta ví dụ như chúng ta xác định được là ở những cái công việc thứ hai thì hết 1.200 phút, ở những công việc khác thì hết 800 phút chẳng hạn, ở những công việc khác thì hết 1.500 phút. Như vậy tổng cái công việc của kế toán thuế trong một tháng là hết 8.000 phút chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ thống kê ra tất cả các vị trí kế toán khác cũng tương tự, như là kế toán thanh toán, kế toán kho. Ví dụ như kế toán thanh toán thì có rất là nhiều đầu công việc, và thống kê lại tổng cái số công việc là 9.000 phút. Rồi kế toán kho thì chúng ta cũng sẽ tổng rất là nhiều đầu công việc lại, và chúng ta sẽ xác định là kế toán kho trong một tháng mất 2.000 phút. Và tất cả các vị trí kế toán khác chúng ta cũng sẽ thống kê ra như vậy. Và sau đó thì chúng ta sẽ xác định ra được tổng cái số phút để mà bộ máy kế toán này vận hành, giả sử như là 65.000 phút trong một tháng. Như vậy 65.000 phút để toàn bộ phòng kế toán nó vận hành một cách trơn tru và thuận lợi. Và chúng ta sẽ xác định được là cái số giờ trong một tháng nó là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ lấy 65.000 phút này chúng ta chia cho 60 phút trong một giờ. Chúng ta sẽ xác định được là trong một tháng chúng ta sẽ có mất 1.083 giờ để thực hiện. Và 1.083 giờ để thực hiện thì chúng ta sẽ xác định được là số ngày trên một tháng cần bao nhiêu ngày để chúng ta thực hiện công việc này. Như vậy lấy 1.083 chia cho 8 giờ thì nó sẽ bằng 135,4 ngày. Và khi chúng ta đã xác định được tổng số ngày trong một tháng mà bộ máy kế toán phải làm việc rồi, thì lúc này chúng ta sẽ xác định được số lượng nhân sự bằng cách là chúng ta sẽ lấy số lượng, bằng cách là chúng ta sẽ lấy số ngày trong một tháng cần để phòng kế toán hoạt động, và chúng ta chia cho 26 ngày trong một tháng hoạt động, và chúng ta sẽ được một con số đó là 5,21. Và 5,21 ngày thì đó chính là 5,21 người. Như vậy kết luận rằng để vận hành một cái bộ máy kế toán này thì nó sẽ cần hơn 5 người trong phòng kế toán để thực hiện công việc này. Như vậy lúc này kế toán trưởng hay người đứng đầu trong bộ máy kế toán sẽ trình lên cho giám đốc rằng là với các cái công việc như thế này, với các hệ số phức tạp như thế này thì phòng kế toán đâu đó cần 5,21 người, và tương đương nó khoảng 5 đến 6 người trong phòng kế toán. Như vậy là chúng ta đã đi qua 3 bước để chúng ta xác định được số lượng nhân sự trong phòng kế toán là bao nhiêu. Và với 3 bước này tôi đã lấy các cái ví dụ cụ thể để cho các bạn cùng áp dụng. Và hy vọng video sẽ giúp được cho các bạn xác định được cái số lượng và cung cấp các cái kiến thức thông tin cần thiết để chúng ta có thể quản trị phòng kế toán một cách xuất sắc nhất. Đây là một trong rất nhiều các cái kỹ năng quản trị được chia sẻ trong các cái khóa học về kế toán tài chính dành cho chủ doanh nghiệp online và offline của Huy.